Okay, hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình hướng dẫn mọi người sử dụng máy này nha. Đây là chiếc máy Canon AutoBoy Luna ha. Thì chiếc máy này là chiếc máy BNS với cái lens của nó là 28-70. Lens này cũng chụp là khá là ok, chụp nhất là chụp về phong cảnh và đường phố này kia thì rất là ngon nha. Kể cả chụp chân dung vẫn được. Thì đầu tiên thì mình muốn gắn pin cho máy thì mình gắn bên đây nha. Ở đây mình lấy cái đồ gì đó mình nại ra là nó sẽ ra. Mình gắn pin cho máy và mình mở nguồn như thế này. Đó. Thì khi mình mở nguồn như thế này á thì máy nó sẽ có những cái chức năng chụp đây nè, chụp auto, chụp sport, chụp chân dung, chụp macro, chụp ban đêm và chụp thể thao. Thì những chức năng này mình cứ gạt qua đây, mình dặn cái này thì nó sẽ chỉnh thôi. Ví dụ mình chụp chân dung thì chỉnh qua đây, chụp macro thì chỉnh qua đây, chụp thể thao thì chỉnh qua đây gì đó. Thì thường thì thật ra thì mình cũng chỉ chỉnh để auto mình chụp thôi, rồi auto mình chụp là được rồi, hoặc chụp thể thao thôi, thì tùy mọi người ha. Còn hai nút này là zoom xa gần, đây là zoom xa gần nè, zoom ra zoom vào nha. Rồi giờ mình chụp thử ha. Đó, thì máy chụp ok đó nha, mới vừa chụp xong rồi đó. Thì máy này khi mà chế độ auto nó sẽ có đèn LED, nhưng mà khi vào nơi mà ánh sáng tốt thì nó sẽ không bật đèn LED, nhưng mà khi vào cái nơi ánh sáng yếu thì nó sẽ bật đèn LED lên nha. Ngoài ra cái máy này có những cái tinh chỉnh ở trong này thì mình bật cái này lên. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh đèn LED. Ở đây mình ấn nút bên chỗ này á, mình ấn tiếp như vậy thì nó sẽ ra là auto LED nè. Ngay trong chỗ này thì bật này là lúc nào cũng mở, luôn luôn mở đèn LED nha. Nó cứ hiện cái này lên là luôn luôn mở đèn LED, tức là ngoài nắng hay là bóng tối nó cũng mở LED hết. Mình ấn nút này là tắt đèn LED. Mình ấn nút này nữa là có đèn LED mà có chế độ chống mắt đỏ. Mình ấn cái này nữa là luôn ở chế độ auto nhưng mà có chống mắt đỏ, tức là khi nào mở LED nó sẽ chống mắt đỏ. Mình ấn cái này nữa là chế độ auto bình thường. Mình ấn cái này là luôn luôn có LED, nó theo chu kỳ như vậy đó. Rồi ví dụ bây giờ mình sẽ bật cái chế độ là chống mắt đỏ mà có đèn LED để mọi người xem. Giờ mình bấm nè. Thì chống mắt đỏ nó sẽ, cái đèn này nó sẽ chớp 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 như nè. Đó, nó chớp vậy thôi. Rồi cái đó là về chỉnh đèn LED. Cái bên là caption á, caption mình ấn vô đây nó sẽ có G1, ấn G2, G3, G4, G5 rồi E. Thì chữ G á là tức là tiếng ngôn ngữ tiếng Nhật là Japanese, còn chữ Anh là English là tiếng Anh ha. Chữ E này là English là tiếng Anh. Thì mình ấn cái là E1, E2, E3, E4, E5 thì mọi người lên trên mạng mình xem coi. Nó để là G1 là gì? Thì thường ví dụ G1 là Happy New Year, G2 là Happy Birthday, G3 là Congratulations, G4 là cái gì đó. Nó sẽ có 5 cái đó, mình lên trên mạng mình xem coi G1 là gì, G2 là gì nha. Hoặc là E1, E2 là gì đó. Rồi chữ Date này là sẽ chỉnh ngày tháng. Đây là hiện màn hình hiển thị ngày tháng. Thì có hai nút Set và Select và Set này là chỉnh ngày tháng. Thì mình sẽ ấn hai nút này sẽ nó sẽ chỉnh ngày tháng cho mình. Ví dụ đang 94 nè, mình đang 9 đó. Ví dụ như đây là đang là ngày 1 đi, mình ấn ngày 1 thì mình sẽ chỉnh ngày 2 nè, ngày 3 nè, ngày 4 nè, ngày 5 nè ha. Hai nút này muốn chỉnh sao nó chỉnh thì ấn chút xíu nó sẽ ra. Ngoài ra còn cái nút này là tua phim về nha. Ví dụ mình khi mình chụp xong mình muốn tua phim về mình ấn nút này. Rồi thì cơ bản những cái phím bấm này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Giờ chụp thử nè. Trường hợp này là chụp như thế này là máy đang báo trình nạp đèn LED nha, tại cái pin mình nó hơi cũ rồi. Cho nên là cái việc nạp đèn LED nó hơi chậm chút xíu, mà nếu mọi người sử dụng pin mà pin ngon, pin sạc á thì cái việc nạp LED cho nó nhanh hơn nha. Đây là pin mình nó đã hết năng lượng rồi. Thì cơ bản cái máy này cũng đã hoạt động ok, mình đã hướng dẫn mọi người rồi đó. Ngoài ra nó có, cái máy này nó có chức năng là chỉnh là chụp hẹn giờ. Bây giờ mình ấn cái nút này ha. Khi mình ấn cái nút này nó sẽ xuất hiện cái này, xuất hiện cái đồng hồ với cái remote này nè. Khi mình xuất hiện cái này mình bấm chụp đó, thì 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Nó chớp chớp nè, đang chớp chớp này là 10 giây nó sẽ chụp. Nó chuẩn bị chụp đó. Rồi ok, máy chụp rồi đó nha. Thì máy này hết pin rồi, nó báo dấu hiệu hết pin rồi. Thì mình chào mọi người nha. Thì mình đã hướng dẫn mọi người xong các chức năng của cái máy này. Xin chào.